Vâng, Vũ Mai chú Trà Bông xin chào cả nhà nha. Thì trong cái thời gian qua thì mọi người, quý cô chú anh chị có hỏi em rất nhiều về cái quy trình, cái quá trình mà chăm sóc cây mai bên vườn mai của chú Trà Bông. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà về cái kỹ thuật chăm sóc và các cái loại thuốc tưới dưỡng rễ nè, các cái loại phân. Thì hôm nay em sẽ đến ngay chỗ cái cửa hàng mà trực tiếp cung cấp các cái loại phân mà để chăm sóc bên vườn mai của chú Trà Bông á cả nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến đây và sẽ nhờ anh ấy tư vấn cho chúng ta về cái cách chăm sóc mai, và đặc biệt ngay cửa hàng của anh Ngọc là chuyên cung cấp về các cái loại mà thuốc dưỡng rễ, rồi những cái phân bón và những cái xịt dưỡng lá chuyên về cây mai cả nhà. Đây cả nhà nhìn thấy ha, đây chính là một cái siêu phẩm mà của vườn mai chú Trà Bông. Vì sao mọi người thường hỏi em là có những cây mai xanh tươi như vậy, thì đây chính là những cái kỹ thuật bên vườn mai, những cái sản phẩm mà bên vườn mai của chú Trà Bông thường sử dụng đây. Đó chính là hàng Rot USA nè cả nhà. Cái loại này là bén rễ, ra rễ cực mạnh, tạo ra nhiều rễ cám. Đó thì ngay chỗ cửa hàng anh Ngọc là có logo luôn nha cả nhà, phân phối đảm bảo hàng cho chúng ta luôn. Thì vườn mai của em thì được anh ấy cung cấp các cái loại như thế này ha. Đó, bên vườn mai thì rất là nhiều, bên ngay chỗ cửa hàng ấy rất là nhiều loại cả nhà. Đó đây, và chúng ta sẽ quay ra gặp anh Ngọc ha, để nhờ ảnh hướng dẫn cho chúng ta và rất là nói kỹ thuật, chia sẻ những cái kỹ thuật, cái cách sử dụng cái phân bón và những cái dưỡng rễ, rồi xịt dưỡng lá thật là xanh tươi nha cả nhà. Rồi xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng nhau gặp anh Ngọc nha. Hôm nay thì vườn mai của em muốn nhờ anh nói chung là chia sẻ hướng dẫn cái cách về cái chăm bón cái cây mai anh. Anh có thể chia sẻ với các cô chú anh chị để cho mọi người có một cái vườn mai thật là tốt. Xin chào bà con nông dân. Thì hôm nay để cho chỗ vườn mai chú Trà Bông đến để tư vấn, nhờ tôi tư vấn về cho bà con nông dân về cái cách chăm bón về cây mai và cây giống. Thì bà con thì vườn mai chú Trà tôi bảo hành vườn mai chú Trà rất là nhiều về cách sử dụng phân thuốc. Thì giai đoạn đầu hôm nay thì bà con sẽ sử dụng về cái gói USA như thế này nha bà con. Rồi và một cái bịch thuốc đây, hai bịch này là Humip các bà con, Humip và gót rất có Mỹ. Ở đây hàng tôi nhập từ Mỹ về bà con, nhập nguyên con người ta đóng thùng và thêm một bộ này luôn nha bà con. Đây nhà cầm giùm đây là bà con, đây bộ 3 là giai đoạn đầu là chúng ta dùng để tưới dưới rễ để săn sóc cây mai để tạo cho nhiều cái rễ cám và dày lá bà con, ra rễ cực mạnh, đâm chồi nảy tược mập đọt, xanh cây dày lá vượt lá và ra nhiều rễ cám bà con, phục hồi cây si cây yếu. Rồi. Và bà con sử dụng ba bộ này, nó sử dụng từ 400 đến 500 lít nước. Thì giá chúng tôi để cho giá bà con là giá sỉ ha, giá nét luôn là 300.000 một bộ nha bà con. Rồi. Cái này bà con sử dụng có nhiều liên hệ cho chỗ dùng mai chè bà con. Rồi cả nhà, thì em nói lại một xíu nữa cho chúng ta biết rõ về cái combo ba cái loại này ha. Tức nghĩa là cái giai đoạn chúng ta là cái giai đoạn hiện nay là tầm vào cái tháng này thì chúng ta sẽ dùng cái bộ ba này ha. Cái bộ ba này thì thứ nhất là nó sẽ dành cho những cây si, và thứ hai là nó sẽ cho chúng ta, giúp cho chúng ta ra rễ cực nhanh cả nhà. Đây, ra rễ cực mạnh và đâm chồi để nhánh ha. Thì anh cầm giùm em nha. Đây cả nhà nhìn thấy cái này là nó tạo cho cái bộ rễ chúng ta thật sự rất là mạnh nha. Thì bộ rễ mạnh cả nhà thì nó mới có thể hút được những cái chất dinh dưỡng và những cái loại phân bón của mình á một cách mạnh, cho nên là nó làm cho cái lá chúng ta nó rất là xanh tươi và dày lá luôn. Thì nó phục hồi cho những cái cây mai mà thường các cô chú hay hỏi em ơi sao cây mai của anh nó vàng khè, em ơi sao cây mai của anh nó không có ra đọt.
Thì hôm nay thì em chia sẻ cái bộ ba này hết cả nhà. Cái bộ này là ba bịch như thế này, là giá là 300.000. Thì bên vườn mai chiếc chè bông sẽ phối hợp với ngay chỗ cửa hàng của anh Ngọc. Chúng em sẽ ship hàng tận nơi đến nhà cho quý cô chú anh chị khi mà có nhu cầu ha. Và một cái combo như vậy là 300.000 cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà luôn. Và nếu như mà ai mà ngán tiền, chúng ta chỉ muốn xài một loại thôi cả nhà, thì một loại như thế này thì tách ra luôn, chỉ một bịch là một hộp, một bịch như thế này thì mỗi loại 100.000 ha. Thì cái đó là phí phí bên người mua trả giúp em nha, là phí khoảng 30.000 nha cả nhà. Thì đó là cái bộ combo bộ ba này là siêu ra rễ, siêu vọt đọt, siêu đâm chồi đẩy nhánh. Nói chung là cái bộ này là cái bộ mà bên vườn mai có chiếc chè bông thật sự rất là, nói chung là vắng nó là không được luôn ấy cả nhà, bởi vì thật sự nó rất là chất lượng. Và sẵn hôm nay thì mình cũng nhờ ngay chỗ anh Ngọc tư vấn về cái phần thuốc xịt nha cả nhà. Thì ảnh sẽ cho mình một cái combo luôn, cái combo để xịt cho cây mai thật sự là rất là tốt nha. Xin mời cả nhà ha. Chào bà con, nếu như giai đoạn lúc này giai đoạn phục hồi cây và để cho cây đi đọt thì bà con sử dụng bộ ba đây. Bộ ba đây thì giá đại lý chúng tôi phối hợp với ngay chỗ vườn cây chích chè thì bao phí ship cho bà con 50.000 một bộ. Thì thứ nhất là ở đây nó giai đoạn đầu chúng ta xịt ha, xịt một bình 16 đến 20 lít nước giờ cầm giùm. Đây bộ ba này là 16 đến 20 lít nước nha bà con, một bình. Là nó có cái hiệu quả, nó ra là nó xịt vô dày lá và lá to, bóng lá và đâm chồi nảy tượng, nó tăng cường được tốt cho cây. Rồi, cái này là vọt đọt nè, anh em sáp vào cho mọi người ha. Cái bịch này là vọt đọt xanh lá và dày lá luôn ha. Đó, còn thêm một cái nữa là vi lượng. Đây là siêu vi lượng cả nhà. Đó, cái loại siêu vi lượng này nè. Đó, cái bộ ba như thế này thì giá là chỉ có 50.000 ha anh. Dạ, 50.000. Và ngay cái này thì em sẽ ship 4 bộ nha cả nhà. 4 bộ thì tầm 200.000. Bên ngay chỗ vườn mai chiếc chè bông cùng với ngay cửa hàng của anh Ngọc, chúng em sẽ bao phí vận chuyển tới nơi cho quý cô chú anh chị luôn ha. Ngay chỗ này chúng ta là cái gói này, cái gói này là để cho nó siêu đẻ nhánh và giọt đọt rất nhanh. Và cái này là cung cấp dịch tố về dày lá, dày lá để hạn chế nấm bệnh. Và cái gói này siêu vi lượng bà con, các gốc kinh loại chúng ta là hạn chế nó bị bạc lá mai á, bà con rất là bị là bị bạc lá gân xanh, và lá gân xanh á bạc đầu á, thì bà con phải sử dụng gói này. Cái bộ ba này nó sẽ hạn gây, nó sẽ hạn chế một cái bạc lá cho bà con luôn. Thì ở đây thì nếu bà con mua một bộ thì phí ship thì chúng tôi không bao được nha. Thì này phải bao 4 bộ tôi mới bao phí ship một lần. 4 bộ mình mới gửi. 4 bộ thì bên chúng em mới gửi nha cả nhà, sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Thì là 200.000. Thì thực ra nó rất là tiện cả nhà. Ví dụ như một combo như thế này chúng ta sử dụng được 16 lít nước. Thì 16 lít nước thì và những cô chú anh chị nào mà chúng ta xài ít á thì mình cứ chia theo số lượng nha cả nhà. Ví dụ như mình xài cái bình 8 lít thì mình cứ chia mỗi thứ là 2 theo cái số lượng ở trên đây người ta có hướng dẫn nha. Đó, đây là những cái bộ combo mà bên vườn mai của chiếc chè bông thường sử dụng. Và mọi người hỏi tại sao em ơi cây mai của em tốt như thế này, thì hôm nay em đã trực tiếp chia sẻ với cả nhà rồi. Thì rất là mong cả nhà tiếp tục ủng hộ những cây mai vàng bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Và bên em sẽ cố gắng hết sức, cái nào biết những cái kinh nghiệm tại vườn thì chúng em sẽ cố gắng chia sẻ với cô chú anh chị để như thế nào để cho chúng ta khi mua mai sau đó sẽ yên tâm về cái phân bón và những cái kỹ thuật, những cái chăm sóc cây mai. Cái nào kinh nghiệm ở vườn em biết thì tụi em sẽ cố gắng chuyển ngay chỗ quý cô chú anh chị để cho chúng ta có một cái vườn mai thật là xanh tươi, và nuôi cho đến Tết thì có những cái cây mai cho những cái
bông thật là đẹp, thật là to nha cả nhà. Và hôm nay thì thay mặt